Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành giải mã ngày 8 tháng 7 nhá. Ở đây thì em vẫn sử dụng cái hình ảnh tương ứng với vị trí của các con vật như thế này nhá. Các anh chị xem cái hình ảnh con vật của các anh chị là hình nào, tương ứng với vị trí nào thì các anh chị click vào, các anh chị chọn cho nó đúng nhá. Cái con vật của em là hình này nhá. Đây, cái hình này này. Và cái mã bí mật của cái dạng meme file ngày 8 tháng 7 đó là 4 con số 2 nhá. Các anh chị click vào 4 lần ở vị trí số 2. Cái mã này đấy thì hiện tại lúc em đang chia sẻ cái video thì nó chưa đổi nhá. Còn một lát nữa hoặc là chiều thì bên dự án thay đổi thì cái đó em cũng chưa biết nhá. Còn hiện tại thì cái mã bí mật của cái dạng meme file ám sáng này là 2222 nhá. Các anh chị tranh thủ các anh chị vào nhập để các anh chị nhận 1 triệu điểm nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ vào cái ứng dụng để test xem có ok hay là không. Rồi mã bí mật là 2222 nhá. Rồi em sẽ dạ này. 1 2 3 4. Đấy, như thế là các anh chị thấy đã nhận được 1 triệu rồi nhá. Các anh chị nhấn vào continue play in này. Các anh chị gõ 4 lần ở vị trí số 2 nhá. Cái công việc của em thì click 4 lần ở vị trí số 2 này. Rồi các anh chị nhấn box về và các anh chị bật box lên cho nó chạy nhá. Đấy. Rồi như thế Lâm đã chia sẻ các anh chị cái mã bí mật của cái dạng meme file ngày 7 tháng 8 nhá. Rồi các anh chị tranh thủ vào các anh chị nhận. Nhờ chiều nó thay đổi thì nếu mà có mã đấy thì em sẽ cập nhật đến các anh chị sau nhá. Rồi, em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.